Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe tải van Suzuki Super Carry, hay còn gọi là Su Cóc đấy, sản xuất năm 2018, số sàn bến Hà Nội 29D 40940. Xe 2018 thì được sử dụng máy xăng Euro 4. Và toàn bộ chiếc xe thì bên em đã kiểm tra và khẳng định cam kết với quý anh chị là xe không đâm va tai nạn, vỡ kính vỡ đèn. Và chiếc xe này thì rất phù hợp cho anh chị em nào mà đi xe chở hàng trong phố đô thị. Với cái tầm tiền hơn 200 triệu, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc xe Suzuki Super Carry sản xuất năm 2018, máy siêu bền. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về. Và bên em Lợi cũng chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên là các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Vâng, vừa rồi em vừa quay giới thiệu về phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Toàn bộ ngoại thất thì khá là đẹp. Xe chở được 740 kg. Và toàn bộ kính đều zin theo xe, sắt xi nguyên bản, đèn pha. Toàn bộ các thông số kính thì đều là của hãng Suzuki hết toàn bộ đây. Đó. Cùng có năm sản xuất 2018. Và đèn hạ bộ, đèn pha, đèn gầm đều zin xịn sò, đăng kiểm đến tháng 8 năm 2021, nên là quý anh chị yên tâm về sản sử dụng thôi. Bên em vừa mới bảo dưỡng 4 mã phanh, thay dầu, thay lọc dầu, nên là quý anh chị yên tâm. Vâng, đây là chiếc lốp còn theo xe của chiếc xe. Và gân lốp còn khá là dày. Đây, toàn bộ gân lốp cực kỳ dày. Và đặc biệt là cái đát lốp của 5 quả lốp ở trên xe thì đều là năm sản xuất 2018. Đây là cái đát lốp của chiếc xe. Đấy, tuần thứ 19 năm 2018. Đây tất tần tật đều là nguyên bản theo xe, lốp theo xe, la răng. Đấy, lốp rất chi là dày. Và đặc biệt là các cái phần nội thất bên trong thì được trang bị ghế da đây, nội thất Su Cóc và bức vách đầy đủ hết toàn bộ vô lăng. Và các cái cu lốp này không bị mọt. Và toàn bộ đinh bấm, đinh dập của nhà máy còn nguyên. Xe thì được lắp thêm điều hòa. Toàn bộ chiếc xe đã được lắp thêm điều hòa rồi. Đây là các phần cánh cửa của chiếc xe. Tay nắm chỉ cánh cửa đều là nguyên zin. Đấy. Và các cái thông số kính ở trên đây thì đều năm sản xuất 2018 hết, của hãng Isuzu số 18 đấy. Toàn bộ đều của hãng Isuzu. Đấy. Và đặc biệt là phần lót thùng phía sau, đây là cái sàn chở hàng, chở được 750 kg. Và chở từ 580 đến 700 kg. Và được bác chủ trước lót sàn inox khá là đẹp. Bức vách này, sàn này, trần này, trần khá là đẹp. Đấy, trần của chiếc xe cực kỳ đẹp. Đây là toàn bộ cái khoang chở hàng phía sau. Sàn, bức vách hai bên khá là đẹp, không bị mọt. Và đặc biệt là không bị đâm sâu hai bên thành. Hai bên thành khá là vuông vắn và đẹp. Các cái phần ốc phía sau của cái cốp đây, nguyên zin, chưa tháo lắp. Và các cái phần chỉ đều là nguyên bản của nhà máy. Đèn hậu nguyên zin. Về máy số thì quý anh chị yên tâm, toàn bộ bên em cam kết là máy số nguyên bản. Nếu quý anh chị đến xem xe mà phát hiện đâm sâu máy số, làm lại không còn nguyên zin, đã làm lại hơi, thì bên em bồi thường 50 triệu tiền đi lại cho quý anh chị. Và không bị xe không bị ngập nước, nên là quý anh chị yên tâm nhé. Đây là điều hòa của chiếc xe. Xe được lắp thêm điều hòa rồi. Đấy. Toàn bộ ốc nguyên zin hết từ đầu. Củ số đây, phanh tay khá là đẹp. Toàn bộ củ số phanh tay.
vô lăng của chiếc xe. Ghế thì không chảy rách, lốp nguyên zin một dàn theo xe, xe không đâm va. Vâng, toàn bộ chiếc xe chở được 2 người và trọng tải chở được 580 kg. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Suzuki Super Carry, hay còn gọi là Sucóc, sản xuất năm 2018, bản Euro 4, số sàn, tải van. Quý anh chị nào mà có nhu cầu, nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Số điện thoại em để ngay ở dưới tiêu đề. Và bác nào mà có nhu cầu mời qua địa chỉ bên em là cửa hàng là 1019 đường Quang Trung, hoặc là đối diện bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, là anh em đến để trao đổi và xem xe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong một video gần nhất.